Rồi, chào các bạn. Hôm nay thầy sẽ giải cho các bạn các bài tập ở trong sách giáo khoa. Nó là trang 25 nha các bạn. Bài tập nó là nằm trang 25 nha. Bài tập của mình nằm trong trang 25 nha các bạn. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn các bài tập nằm ở trang 25 nha các bạn. Ở đây là bài tập nằm trong trang 25 nha. Bài tập nằm trong trang 25. Bài tập trang 25. Thì ở đây thầy sẽ giải từng bài cho các bạn xem. Thầy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện trên một kiểu dữ liệu, nhưng không, nhưng phép toán đó không có sử dụng trên gì đó kiểu dữ liệu kia. Ở đây là thầy cho hai kiểu dữ liệu đầu, ví dụ thầy cho kiểu dữ liệu nha. Ở đây là cái s đó là kiểu string, cái số nó là kiểu integer. Thì ở đây là hai kiểu dữ liệu này, một kiểu là kiểu string là kiểu chữ, cái thứ hai là một kiểu là kiểu số. Thì chúng ta sử dụng phép cộng thì chắc chắn là nó sẽ bị lỗi. À, nó bị lỗi vì ở đây kiểu dữ liệu của mình là kiểu dữ liệu chữ, kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu số, mà phép toán này nó chỉ thực hiện trên kiểu chữ hoặc là kiểu số, nó không thực hiện trên hai kiểu này. À, ở đây là chữ thì không thể cộng số được nè các bạn. Ở đây là cái này là chữ này, cái này là cái số này, thì cái chữ thì nó sẽ không cộng được cái số, thì cái kiểu dữ liệu này sẽ lỗi, được chưa? Nhưng mà ở đây thầy muốn cho kiểu dữ liệu là hai cái kiểu cùng kiểu là string nha. S là string, số là string này, số là string là để trong nháy nháy đơn nó là string. Thì khi mà thầy để trong nháy đơn á, thầy cái phép cộng này nó lập tức nó thực hiện được, đó, lập tức thực hiện được là 821, được chưa? Có nghĩa là kiểu dữ liệu string có thể là sử dụng phép toán cộng, nhưng mà nó chỉ thực hiện ở trên là string thôi, nó không cộng string và integer được. À, nó không cộng string và integer được chăng? Nó không cộng integer được. À, integer nha. Như vậy kiểu thứ nhất là nó phép cộng này nó thực hiện trên string này, hoặc là nó thực hiện trên integer này, nhưng mà nó không thực hiện vừa string và vừa integer được. Đây là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai, ở đây là thầy cho s là kiểu số nguyên, nó là kiểu integer đi, integer. Rồi ở đây là số thực là kiểu real. Ví dụ như nha, ở đây thầy cho số kiểu real nha. Ở đây thầy sử dụng ví dụ là số nguyên, thầy ghi là số nguyên, thầy cho nó bằng 20. Thì ở đây thầy có thể thực hiện cái kết quả, điền vào kết quả đây 2.integer. Thì ở đây thầy có thể là sử dụng kết quả nhân kết quả 2 chấm bằng số 1 10 số deep 10 ra, số chia nguyên nhân 10 đi, deep 10 đi. Rồi ví dụ thầy thực hiện nha, cái kiểu số này chạy này, thì ở đây nó coi cái số của mình, nó tại số nguyên ở số nguyên, nhưng mà là số nguyên nha, số nguyên này đó, số nguyên này, số nguyên thực hiện cái chia lấy số nguyên, số nguyên thì thực hiện chia lấy số nguyên được ra là kết quả bằng bao nhiêu. Ở đây lỗi dòng 6 rồi, và 2.integer bị sai chữ r nè. Khi mà chúng ta sử dụng số nguyên này ha, ở đây nó bằng mấy, bằng 2 ha, ở khi kết quả in và ra đi ha, kết quả nha. Rồi phải cao quỳ thì thầy chạy thử coi nha. Nếu mà thầy sử dụng cái số nguyên, thầy sử dụng phân số nguyên, thầy chia lấy số nguyên ha, thầy chia lấy phần nguyên là nó sẽ ra cho thầy số nguyên. Hoặc là thầy sử dụng mod, thầy chia cho 3, thầy chia lấy phần dư nha, lấy 20 đi, 20 chia 3 dư 2 này, 20 chia 3 dư 2 này. Như vậy là cái số nguyên mình có thể sử dụng deep và mod. Bây giờ mình thử lấy số thật nha. Ở đây là số thật 2 chấm bằng 21.3. Thử nha. Bây giờ mình thử kết quả sử dụng số thật điện không nha. Số thật mod 3 chạy, nó báo lỗi. Có nghĩa là các bạn có thể là sử dụng số nguyên, các bạn sử dụng phép toán là mod và deep được, còn các bạn sử dụng số thực thì các bạn không có thử sử dụng phép mod được.
À, phép phép biết được. À, ở đây thầy có thể sử dụng cho các bạn là biết tôi coi được hay không nha. Rồi, không được luôn. Như vậy cái kiểu số nguyên nó chỉ thực hiện được cái đa số nguyên, nó cho phép mình thực hiện cái phép toán là mod và deep ha, mod và deep nha, deep và mod nha. Ở đây này nó cho phép thực hiện là số nguyên này ha. Số nguyên nó cho phép thực hiện nè, thực hiện các phép tính này, các phép tính nha, các phép tính mod và deep, ok không? Là chia lấy nguyên, mod là gì ra, mod là chia lấy dư, còn deep chia lấy dư nha, chia lấy dư, còn deep là chia lấy nguyên, ok chưa? Rồi chia lấy nguyên nha, chia lấy nguyên. Như vậy cái số nguyên cho phép chúng ta thực hiện cái phép chia lấy dư và chia lấy nguyên, còn số thực thì không cho phép, nhớ nha, thì số thực là không cho phép. Rồi đó là hai cái ví dụ của bài 1. Bài 2, giữ dãy chữ số 2017 thuộc dữ liệu nào? Ở đây á, dãy 2017 đúng không? Dãy 2017 thuộc cái kiểu dữ liệu nào ha? Ở đây các bạn có thể là số nguyên ha. Số nguyên các bạn ghi là 2017. À, ở đây thì ghi kết quả bằng số nguyên này. Thì cái kiểu số nguyên á, cái số 2017 này nó có thể là sử dụng kiểu số nguyên nó hiển thị ra. Ở đây nó sai chỗ nào? Chấm phẩy. À, sai nữa ta. Ở đây là sai dòng 3. Ô, dòng 3 chỗ này khổ quá. Rồi chạy nha. Ở đây á, là chúng ta sử dụng cái 2017 chúng ta có thể sử dụng kiểu số nguyên nó vẫn được. À, số nguyên này, integer này. Chúng ta sử dụng kiểu số thực thì được hay không nha? 2017 sử dụng kỹ thuật chắc chắn được cho bạn, ở đây không biết lỗi chỗ nào. Số thực đây. Ở đây là dòng 11, dòng 11. À, số thực kết quả bằng số à, kết quả chúng ta sử dụng là số thực luôn, gì ở đây là số thực mà. Thì kết quả chúng ta phải cho kiểu số thực nha. Như vậy 2017 chúng ta cũng sử dụng được kiểu số gì ta? Số thực. Được chưa? Như vậy là 2017 này nó vừa là kiểu số nguyên vừa là kiểu số gì ta? Số thực. Thử coi nó có phải là kiểu chữ hay không nha. Ở đây chúng ta có chuỗi nha, ở đây chúng ta gọi là chuỗi và S hai chấm trình. Được chưa? Thì ở đây chúng ta ghi là S nha, bằng 2017. Cái chữ là phải nằm trong giấy đơn. Thì ở đây chúng ta số xuất hiện là kết quả là chữ S thôi, không có công kết quả nữa. Chạy thử nha. Như vậy khi mà chúng ta chạy thử thì nó dẫn ra là kết quả là 2017. Như vậy khi mà người ta muốn hiện cái dãy số này ra nè, người ta có thể sử dụng số nguyên, có thể sử dụng số thực, hoặc là có thể sử dụng cái kiểu gì ta, kiểu chữ. Như vậy cái này là có ba cái nha, có thể là sử dụng số nguyên, cái chữ hoặc là gì ta, số nguyên hoặc là cái chữ hoặc là gì ta, số thực. Được chưa? Số nguyên, số thực hoặc là cái chuỗi. Rồi cho hai số ký tự và thực hiện một phải định nghĩa một phép toán có thể thực hiện là trên đó hai cái tự đó nha. Ok, ở đây á, thầy sẽ cho bạn hai cái sâu nha. Ở đây là kết quả kiểu string này, thầy cho kiểu string này, nó là kiểu string này ha, bỏ đi, bỏ cái này luôn. Rồi ở đây á, cái kết quả thầy muốn kết quả nha, thầy có thể sử dụng là carry hai chấm bằng 8a được chưa, cộng cho lớp 8 nha, lớp này ha, lớp nè, lớp nha, cái chữ lớp nha, cộng cho 8 à. Thì ở đây á, là chúng ta có thể sử dụng phép cộng để chúng ta cộng hai cái chuỗi lại. À, cái chuỗi thứ nhất này cộng cộng chuỗi thứ hai này. Ở đây á, thì nó sẽ thực hiện là đây là lớp 8 a. Chuỗi thứ nhất cộng chuỗi thứ hai nó sẽ ra là lớp 8 a này ha. Đó, cái chữ này lớp này chúng ta chữ lớp này chúng ta chữ a này chúng ta có thể là cộng lại kết quả là lớp 8 a này. À, chúng ta có thể sử dụng là phép cộng để cộng chuỗi. À, lớp này a này thì là lớp 8 a. Rồi ok bài 2 nha, bài 3 rồi. Ok không? Bài 4. Bài 4 nha, thầy hướng nhận. Bài 4 này á, thầy có viết là hãy phân biệt hai câu lệnh nha. Provide đây đây đây, cái câu này thật là hướng dẫn trước rồi. À, provide 5 cộng
Right. 5 cộng 20 bằng, ở đây là 5 cộng 20, 20 cộng 5. Được chưa? Hai cái này và hai câu lệnh này nó khác biệt nhau chỗ nào? Và vừa rồi 5 cộng 20 bằng 20 cộng 5. Ở đây vừa rồi này là hiển thị ra 5 cộng 20 này là cái chữ gì nó nằm trong giấy kép, nó sẽ ra cho mình là 5 cộng 20. Cái này cũng là cái chữ nó ra 20 cộng 5. Ở đây là 5 cộng 20 ra cái chữ, ở đây là cái số ha. Ở đây nó ra cho mình bằng 25. Chỉ có cái này hiển thị ra 25, còn những cái khác hiển thị ra y chang. Này. Ở đây thầy cho xuống dòng đi các bạn, xuống dòng các bạn thì giờ thử. Ha. Nè. Cái này xuống dòng như ta. Và Ryland à. Đó, ở đây này, 5 cộng 20, đó ra 5 cộng 20 thấy không? Bằng 20 cộng 5 này, cái chữ này nó nằm trong giấy đơn mà. Ở đây là 5 cộng 20 này bằng 20 bằng này. Ở đây là cái phép toán này. Rồi, cái thứ ba là mình viết cái bài năm, mình viết các dạng toán như biểu thức ở trong Pascal đúng không? Ở trong Pascal này thầy viết sau. À, và ABC đúng không? Hai chấm integer đi. Và KUI 2 chấm real. Thầy ở đây thầy muốn ghi cái biểu thức này, biểu thức này ha. A cộng B, A chia B này cộng gì đó, C chia D này, đó. Ở đây là chúng ta ghi trong Excel. À chạy thử nha. Chưa gì hết. Rồi. Ở đây nó nói sao ta? Ở đây dòng chính A B C D chưa có gì hết đúng không? Ở ví dụ A bằng 10, phải B bằng 15. Đấy, C bằng 11, phải à. Rồi. D bằng 12 đi. Đó. Thì chúng ta chạy thử nè, kết quả A B C D này. Ở đây nó lỗi chỗ nào nữa ta? Sao 2 chấm bằng 10? Sao thầy dạo này thầy trí nhớ thầy kém quá. À, thầy viết nó sai tùm lum tà la hoài à. À. Đó, chạy thử nha. À, chúng ta phải viết như vậy. Ủa sai nữa ta? Ở đây là dòng 7 KUI và KUI 2 chấm real. Ở đây là ABCD 2 chấm integer. Ở thầy viết sai chỗ nào các bạn? Thầy chữ thôi. Và có kết quả bị sai rồi, ở trên nó bị dư chữ kết quả. À, thầy chạy lại nha. Thầy viết này sai tùm lum đà la, cái này phục vào một tí cho nó đẹp. Rồi, ở đây thầy viết thử nha. Chạy nè. Đó, thầy chạy thấy chưa? Ở đây nó ra bình thường này, nó ra nó chạy gì sai cả. Như vậy là chúng ta thực hiện cái phép toán này là ok rồi ha. Rồi ví dụ phép toán này ở đây là chúng ta có thử cái bài thứ hai là chúng ta sử dụng là gì đó. À, bài 4 trước đi ha. Bài được câu D trước đi ha. Câu D của mình là AB cộng 1C. Ok không? Câu 4 nha. Thì mình sẽ làm như sau. Ở đây KUI bằng này ha. A bình phương là A nhân A. A nhân A. Được chưa? Cộng cho B. Sau đó chúng ta nhân này ha, nhân cái thứ hai đó là gì ta? Nhân gì đó? 1 cộng cho C nhân C nhân C. Đó nè. Ở này 1 nhân C nhân C nha. A bình phương này, A nhân A này, cộng cho B này. Thấy chưa? Cộng cho B này ha. Chúng ta nhân cho 1 CD đó. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng override thôi. Right. Rồi kết quả ở đây nha là chúng ta ghi là gì ta? KUI. Chạy thử nha, chạy thử này. Run. Rồi ok, như vậy là xong. Còn ví dụ là bài câu B nha, câu B là x, chúng ta x không? A B C đúng không? A B C sửa chữ x thì. Rồi ví dụ thầy cho x nha, x bằng 12. Thì thầy muốn ghi A cộng B, A x bình cộng B x cộng C nha. Kết quả này ha, đây. A nhân x được chưa? Cộng B nhân x và cộng C. Đó nó ra kết quả cho thầy. Đó, ok chưa? Này nó ra nha. A xx này cộng B x này cộng C này. Ở đây là gì ta? 1 chia x đúng không? Ok, ở đây là 1 chia x này ha. Thì chúng ta là 1 chia x này, được chưa? Chúng ta trừ A chia 5
Nhưng mà ở đây A trên 5 nha, A trên 5 này chúng ta đóng ngoặc lại. Đó, A trên 5 chúng ta đóng ngoặc lại. Ha. 1 trừ x này trừ cho A chia 5 này nhân cho ha. Tất cả nhân cho. Nhân cho B cộng 2. Đó, B cộng 2. Đó chúng ta phải ghi vậy này. 1 trừ x này, 1 chia x này trừ cho A chia 5 này cộng cho B nhân 2 này. Đây là kết quả. Như vậy thầy vừa hướng dẫn cho bạn là 4 bài A B C D. Rồi xong, chuyển các biểu thức này trong Excel, chuyển các biểu thức viết trong Excel sang cái gì đó, biểu thức toán học. Cái bài này các bạn tự làm ha, bài này các bạn tự làm nha. Hãy xác định kết quả của phép toán sau đây. Đây phép toán sau đây nha, ở đây là chúng ta bài 7 nha, bài 6 bạn tự làm nha, bài 7. Rồi ở đây xác định nha, ví dụ 15 trừ cho 8 bằng 7, 7 cái lớn 3 đúng sao ta? Đúng sai, nó sẽ ra là trù, đúng không? Và bài 8 thầy viết các bạn trực tiếp luôn ha. Ví dụ ở đây qua kết quả nó là kiểu gì đây, bool à, bool lên à. Ở đây á, thầy ghi kết quả nha, kết quả này ha, kết quả thầy sẽ bằng như thế nào, thầy sẽ ghi này à, ở đây bằng nha, bằng 15 trừ 8 mà lớn hơn bằng 3 đó. Thì ở đây kết quả này nó sẽ mang giá trị là true. Vì lý do 15 trừ 8 là 7, 7 sẽ lớn 3 thì mang giá trị là true. À, các bạn thấy giá trị là true chưa? Rồi ở đây là 11 bình phương nó sẽ bằng 121. À, 11 bình phương nha, 11 nhân cho 11 nó sẽ bằng 121. 11 bình phương chắc chắn là bằng 121, kết quả này ra chữ true. Ok không? Rồi 20 trừ cho bao nhiêu ta? 20 trừ cho 15 đóng ngoặc lại, chúng ta nhân cho 20 trừ cho 15 bình phương mà, đó là 2 bình phương đúng không? Nó có khác à, nó có khác với số bao nhiêu ta? Nó có khác với số bao nhiêu? Khác, nó có khác với số 25 hay không? Nè, 20 trừ cho 15, 20 trừ cho 15 bình phương này nó khác số 25 hay không? Cái này là nó bằng á, ở đây 5 nhân 5 là 25 này, nó bằng á, thì ở đây mình ghi là khác là đáp số này nó bằng 4. À nó bằng á, đây là bằng nhau nha, mình ghi là khác là nó bằng 4. À 25 thì sẽ bằng 25 thôi, đó là bằng 4 này. Rồi ở đây x lớn hơn 3, x lớn 10. À cái này ha, cái này là x lớn 10 trừ 3 nhân x. À x lớn 10 nha, ở đây chúng ta ghi này. X nhân lớn hơn 10 à, trừ 3 nhân x. Cái này cũng tùy theo cái x nữa các bạn, cái này cũng tùy theo x nữa. À, x lớn 10 nha, x lớn hơn 10 trừ 3 nhân x này à. Đây, ở đây ví dụ ta chúng ta qua x 2 chấm kiểu integer đi. Rồi, ví dụ thầy cho nha, thầy cho x từng mấy ta? X bằng 1, x 2 chấm bằng 1 nha, x từng 1 này. Một á, thì nó sẽ sao ta, nó sẽ không có lớn hơn mấy ta? Ở đây là một á, ở đây một nhân x là một đúng không? Một á, thì nó sẽ là như là một, ở đây nó sẽ không có lớn hơn là 10 trừ 3 là còn 7, nó sẽ phụ. Ở đây khoan, tại sao nó sai? Ở đây thầy coi nha, integer chỗ này nó sai chỗ nào ta? Để thầy coi dòng thứ 5 và x. À, x này có rồi, x này trên có rồi, khỏi thầy đã khai báo rồi, xin lỗi các bạn ha. Thầy chạy thử đi nha. Đó, nó ra phô đúng không? Rồi ví dụ thầy cho x làm như là x là trừ x là bằng trừ 10 đi ha, bằng trừ 10. Ở đây trừ 10 á, nó là ở x là bằng 10 đi ha, 10 đi, x tầng 10 đi, thử coi sao. 10 á, ở đây là 30 này ha, x 30 là x tầng 10 này, 10 mà trừ cho 30 này á, chắc chắn là bị âm. Rồi cái này nó sẽ ra gì là gì ra true. Đó, tùy theo giá trị của x cho bạn. Nếu mà x bằng 1 thì nó là false, mà x bằng 10 nó giá trị là true. Các bạn thấy chưa? Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho các bạn là các bài tập ở trong sách giáo khoa. Được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ, các bạn sẽ làm cho thầy lại cái bài tập trong cái này, và các bạn coi lại bài tập này và các bạn làm lại cho thầy các bài tập hôm trước cho nó kỹ, và hôm sau đó mình sẽ bị bài mới nha các bạn. Rồi chúc các bạn làm bài tốt, chào các bạn.